Tao muốn giúp mày, tao lấy lại sổ đỏ thôi. Con mày là tao ấy. Thì mày bị lừa như nào đấy là việc của mày. Này đừng nói xúc phạm vợ tao lừa như thế vợ tao. Mày cũng lừa đi. Này mày làm gì vậy? Này mày bỏ đâu? Thì anh là người níu tay tôi lại cạnh bên. Thế nhân sinh vốn vô thường, khó chẳng về đường cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu, có được tri kỷ đến lúc bắt đầu hết ly này. Đúng rồi anh ơi. Bây giờ mình có nói không hay là mày ý mày như nào? Anh đã bảo với mày là anh không biết chỗ Ngọc ở đâu. Bọn tôi không biết đâu. Bây giờ mày làm như thế mày xúc phạm người khác. Bây giờ mày có biết là mày làm sai không? Mày đang nhốt nó như thế. Bây giờ mày làm anh gì kiểu đấy à? Bây giờ mình nhốt nó xong rồi tao đi tìm anh em hôm nay rồi không thấy đâu. Em phải xem Ngọc đi đâu, em phải liên lạc với Ngọc chứ. Còn anh đúng em rồi. Sao ở đâu? Đúng rồi. Chính là người mày bắt cho ai bắt? Bây giờ em có bằng chứng đâu mà em bảo là Kiên bắt con Ngọc. Cái vô lý rồi đấy. Bây giờ phải tìm được bằng chứng nhá. Không bắt thì con Ngọc làm sao mà đi kiểu đấy. Anh không bắt con Ngọc, Ngọc anh thả luôn ở ngoài đường kìa. Ngọc nó đi đâu anh làm sao biết được. Đúng rồi. Nói chung là đừng cái mày con trai đàn ông dám làm dám nhận. Này anh về đây anh làm rể. Làm rể gia đình nhà em. Anh không bao giờ anh đối xử với gia đình nhà em như là như loại như kia đâu. Anh chỉ muốn tốt với gia đình nhà em thôi. Nếu như mà anh không muốn tốt nhá thì anh kệ. Còn anh đang muốn tốt, anh đang muốn giúp em lấy lại sổ đỏ. Vì là ấy, chị ruột của em là vợ của anh. Nên là anh muốn giúp gia đình nhà em. Này giúp gia đình như vợ mà tao làm gì mà mày giúp? Vợ tao không phải làm sai trái mà cướp tài sản gì đâu. Bạn biết con đó nó cũng bên đường ở nhà đang hạnh phúc. Ô thế nếu như mày làm như thế. Thế nếu như mà anh không muốn giúp gia đình nhà em thì anh không bao giờ ấy. Anh bắt nó phải giả em sổ đỏ, giả gia đình mày sổ đỏ. Này, em tình ngộ đi. Bây giờ mày xem sổ đỏ đấy nó lấy à, nó cướp à, nó trộm sổ đỏ đấy à? Nó không lấy cái sổ đỏ đấy. Bây giờ cái tên sổ đỏ đấy là tên của nó đấy Dũng ạ. Mày ngu nó vừa phải thôi. Nhưng mà bố bảo là tên đấy sổ đỏ đấy bố chuyển cho nó. Bố chuyển cho vợ tao xong rồi vợ tao để có làm ăn ở đây, sống xuống sinh sống ở đây. Nếu mà trước hết ý, em lên học lại cách đối xử cũng như là em học lại cách ăn nói đi. Nếu mà em ăn nói đàng hoàng thì ăn nói chuyện với anh nhá. Đúng rồi. Ăn nói đàng hoàng mày thả vợ cháu và tao ra đi rồi tao nói đàng hoàng với mày. Này. Tao đây, dù gì Kiên là anh rể của em đấy, em tôn trọng. Anh Kiên lớn hơn mày đấy. Tôn trọng anh, ai còn nói chuyện? Còn không thì thôi. Anh nói làm lần cuối cùng là anh không nhốt con vợ của em. Này, anh nói rồi. Nhốt vợ của em bây giờ nó đi đâu? Đấy là việc của vợ của em. Bây giờ bảo anh là anh tìm con vợ của em về, anh biết làm sao mà tìm? Bây giờ anh đi tìm thì ra khác gì em lại nghĩ anh là người nhốt à? Anh bảo anh không nhốt thì em lại bảo là anh không nó thật ra. Còn bây giờ anh không đi tìm thì em lại cũng chửi. Thế bây giờ anh phải làm nào? Bây giờ làm nào để cho vừa lòng em? Bây giờ mọi người không anh nhốt của em, anh nhốt con đấy cả. Đúng rồi. Mày nói thế thì nhìn mày tưởng tao tin chúng mày á? Bây giờ này mày nhá, không thả nhá, từ giải quyết, công an giải quyết chúng mày hết thôi. Này công an hay là kể cả như ai giải quyết đấy là việc của công an. Còn là anh không làm việc, không làm sai, anh chả làm việc với ai cả. Rồi. Này bố tao không nhốt vợ mày đâu. Bây giờ ấy, anh đối xử tốt với gia đình em thì em lên suy nghĩ lại đi. Không, anh không có thừa hơi đâu. Anh cưới vợ em về anh cũng chả được cái gì. Chị của em đồng ý cho em đất đai. Thử hỏi ấy, em cho được anh cái gì hay cho gia đình anh cái gì? Hay là anh muốn giúp gia đình nhà em? Mày xía vào chuyện gia đình tao làm gì? Tao vợ tao xía. Sống ở trong đấy, bố tao cho căn nhà đấy. Này, mày xía vào mày bảo là vợ tao cướp sổ đỏ. Bây giờ anh chị muốn tốt cho em thì mới giúp đỡ em được. Nó bảo là tôi xía vào gia đình nhà nó, thế nó coi tôi là người ngoài à? Bây giờ anh rể, bây giờ đây anh rể em rồi thì cũng là một người một nhà. Thế giờ em lại bảo là anh đấy liên quan đến nhà em nào? Nó anh rể nhưng mà nó ở nhà nó sống. Chỉ tôi sang nhà nó ở mà, rồi nó có sang đấy ở cùng tôi đâu mà nó... Này anh Kiên muốn giúp đỡ mày thôi nhá. Bây giờ ấy, thì thấy em như thế, bị con vợ của em hay con Ngọc ấy nó lừa đảo, nó kiếm vào tài sản nhà em. Thì bây giờ Kiên với Tư là anh rể chẳng lẽ để nhìn thấy em cũng bị như vậy à? Nếu như mà mày ấy, mà mày muốn mà tao không đi dính níu gì gia đình nhà mày ấy, thì tao không bao giờ tao giúp gia đình nhà mày một cái gì nữa. Tao đây tao nói thẳng mày luôn này, con chị của mày nhờ tao yêu con chị của mày. Tao cưới con chị của mày về, con chị của mày ấy là vợ của tao. Nên là tao không nhìn, tao nhìn thấy thế này, chẳng lẽ tao bỏ không à? Đúng rồi. Chẳng lẽ tao lại không giúp à? Đấy mà mày nói như thế, cái gia đình nhà mày luôn, được chưa? Gia đình nhà mày như nào, cái nhà mày luôn. Này, tao giúp gia đình mày nữa, con chị của mày luôn. Tao
mà tao thèm để ý chị mày luôn. Chấp gì nó thì tao sao mà cùng mày, tất nhiên mày lo rồi. Tao có chị của mày ấy là vợ của tao nên tao giúp mày thôi. Tao muốn giúp mày tao lấy lại sổ đỏ thôi, còn con mày tao ấy thì mày bị lừa như nào đấy là việc của mày. Này đừng nói xúc phạm vợ tao lừa như thế, vợ tao mày cũng lừa đi. Này, mày làm gì vậy? Này. Mày bỏ đâu? Không? Anh có sao không anh? Có sao không anh? Đồ tím hết rồi. Sao không anh? Khốn nạn rồi thôi đúng không ạ? Này. Thôi đi. Mày dù gì lấy lại anh để mày thế à? Mày khốn nạn đó. Chưa, nói chưa cái gì? Mày ngu. Anh nghe con anh kia sao không? Nghe gì lời cái con đấy. Có sao không anh? Mày đấu mắt à? Ừ. Khốn nạn đấy nhỉ? Mày khốn nạn vừa thôi đúng không ạ? Tao nói thật mày biết này, mày làm gì tao nhá, tối ngày hôm nay mày sẽ biết. Làm gì mày thì đồng chạm đến tao xem. Tao nói chuyện với bố mày. Mày khốn nạn vừa thôi. Có sao không anh? Muốn tốt với nó ra đây, nó còn thôi. Nó đấm tôi hai cái mặt này. Giờ khuyên như thế mà nó còn ra đây nó gặp bạn nữa. Bây giờ nó nghe lời cô vợ của nó rồi, nó không có anh mày ra gì hết. Cay ra. Chẳng lẽ tôi lại anh rể của nó, tôi lại chẳng nghe nó. Thôi bạn bây giờ bạn thằng đấy bây giờ nó còn ít sưng bị sưng luôn này, sưng luôn mặt này này. Tím hết cả mặt đây này. Sưng này. Mẹ không ngồi nó đánh mặt như thế luôn chứ. Mẹ chỉ vì cái con đấy thôi. Bây giờ tôi yêu chị của nó lại chửi tôi là liên quan gì mà sấm xía đến gia đình nhà tao. Mẹ thì này... tôi hỏi bạn đi, tôi là người ngoài à? Thì tôi biết là bạn muốn tốt cho nó nhưng thằng này nó yêu con kia mù quáng rồi. Bây giờ bạn thấy xem khuyên nó về nó yêu con kia, nó về là nó toàn đầy ải bố mới. Tôi khuyên nó bây giờ nó đây ra đây, nó bảo tôi ra đây nói chuyện với nó xong rồi mình buồn. Khốn nạn thật đấy, quá khốn nạn luôn. Bây giờ khuyên nó như thế rồi mà nó không nghe. Ra đây chỉ lúc nào cũng tìm con ngọc thôi, bảo bỏ nó đi không bỏ. Bây giờ nó cứ mù quáng với con ngọc thôi đấy. Là chưa đi lúc nào nó chỉ nghĩ là anh em mình nhốt nó thôi. Khốn nạn thật đấy, đấm mấy cái mặt đau hết, chán hết đầu. Thôi để xem rồi đi về xem xoa dấu chưa nào chứ. Đúng rồi anh ạ. Mẹ, ai ngờ nó đánh như thế đâu. Khốn nạn thật, dù gì bạn anh rể của nó cũng tôn trọng chút nào ấy. Anh rể nó mà nó coi như người ngoài mà. Khốn nạn thật đấy. Ủa sao con Ngọc nó có ra gì đâu mà mất não. Thôi kệ nó, bây giờ thôi đi về. Nói chuyện nữa, chả trừ với cả nó với cả là gia đình của nó như nào tôi kệ. Thôi bạn ơi đừng có chấp nó làm gì. Thôi anh đừng chấp nó. Có gì từ từ nói chuyện. Bạn xem đây. Ra đây nó làm thế. Nó tôi biết làm thế là không đúng rồi. Sau này tôi kệ luôn. Chúc nó kể cả con Thư luôn. Thôi dù gì Thư cũng là vợ bạn nó là em. Đúng rồi em, anh à. Trai của Thư bây giờ mình chấp nó làm gì. Anh em trong gia đình ấy có gì mình từ từ giải quyết với nhau chứ. Bây giờ chỉ có một tí chuyện này bạn đã bảo là bạn không ấy nữa chút. Bây giờ sang nhà nó chửi mình. Bảo mình này sang đây là gì vẫn có gì coi mình là rể, thế là cái mình là người ngoài. Mà nó láo ấy, lúc nào nếu mà láo quá thì bạn đánh lại nó luôn, không phải nhường nhịn nó nữa. Nó láo thì phải đánh nó dạy dỗ lại nó. Chứ bây giờ mình cứ nhịn nó lên mặt đi, thấy không? Nay bạn không đánh nó lao vào nó đánh gì à? Khốn nạn thật đấy. Tôi về đây. Tôi đang về bôi dầu ấy, nó đứng đấm nó u vào đầu. Thôi đi về. Tôi đi về anh. Đấm cho tím hết cả mặt đi kìa.